Đây là quán giữ xe đêm ở các chung cư nha các bạn. Tại bây giờ là khoảng 1 giờ mấy, 2 giờ đêm á. Mấy thanh niên ở đây tụ tập ăn uống nhậu nhẹt tới sáng luôn. Một cái chỗ giữ xe này là các tay anh chị giang hồ chiếm đóng để giữ xe. Họ ngồi ăn nhậu vậy cho tới 5-6 giờ sáng, có khi quýnh lộn quýnh lạo luôn à, có khi là họ vui vẻ ăn nhậu rồi dọn dẹp đi về khoảng 5 giờ sáng à, hầu như một tuần có thể là 2-3 ngày. Thỉnh thoảng cũng xảy ra quýnh lộn, các mấy cái xe đậu bên ngoài đây là của mấy người đi nhậu những chỗ khác về, độ tuổi khoảng từ 18 cho tới 25. Bây giờ cũng khuya rồi cho nên mình không có nói lớn được à, mình chỉ quay cái clip này là từ xa quay lại thôi, không dám quay gần để sợ họ biết được là họ kiếm chuyện, họ đánh mình. Một cái bãi giữ xe như thế này là cũng rất là nhiều xe nha, khoảng chừng 80 tới 100 chiếc, gồm có xe hơi và một hai chiếc, và đa số là các loại xe gắn máy của những người sống ở chung cư xung quanh đây, lầu 1, lầu 2, lầu 3. Đó, họ cứ gửi xe như thế này quanh năm suốt tháng, họ đóng tiền tháng là 150, 200 ngàn đồng một tháng. Những người mà lấy xe ra vô như liên tục á, họ đi ra đi vô liên tục, họ gửi lại rồi họ đi rồi gửi lại đi, thì họ phải đóng 250 hoặc 300 ngàn một tháng nha. Các bạn có thể thấy là một tháng như vậy, nếu mà tính 100 chiếc như vậy thì trên dưới 15 triệu cho tới 20 triệu đó. Họ không có nghề ngỗng gì hết đó. Các tay anh chị cứ kiếm tiền cứ khoảng 15 20 triệu đồng tháng như thế này đó, quanh năm suốt tháng cuộc sống nhàn rỗi. Họ chiếm như vậy, họ dựng lều dựng sờ dựng mái dựng mấy cái tấm bạt, họ ở quanh năm suốt tháng luôn. Xe nào ở trong á thì không có ướt, và xe nào gửi đậu ở ngoài á thì có mưa thì ướt, hồi nãy thì mới mưa xong bây giờ thì ngưng rồi. Hiện tại thì mình quay ở trong cửa kính quay ra cho nên các bạn sẽ không nghe được những cái mẫu đối thoại của các mấy anh chị này đó, có cả nam lẫn nữ khoảng 8-9 người đó. Bình thường thì họ dặn nhạc lớn, và họ dặn từ 10 11 giờ đêm, họ dặn cho tới 5-6 giờ sáng đó. Có khi ban ngày họ dặn luôn cả ban ngày luôn, rất là lớn. Cả khu chung cư này ai cũng nghe hết. Tình trạng các khu chung cư khác mình nghĩ cũng vậy đó. Đó, nhưng mà đặc biệt ở khu chung cư này thì là quanh năm suốt tháng đêm nào cũng vậy. Bây giờ là gần 4 giờ rồi. Giờ cảnh nhậu nhẹt thì cũng không còn, nhưng mà ngồi bây giờ dàn nhạc lớn lên đây đó,